Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe cao cấp nhất của dòng Touring Gian Ram XR 1. Vâng, mẫu xe này thì trước đây em có về một chiếc duy nhất mà các bác đã rất nhiều các bác đã quan tâm. So với thời hiện tại thì dòng Touring cao cấp nhất của dòng Gian có giảm sốc thì dòng Ram XR 1 này vẫn là chiếc xe đứng đầu bảng hiện tại. Vâng, một lần này chiếc Gian Ram XR1 này thì em về với tông màu trắng xanh, độ mới hơn xe đợt trước. Và được thêm nữa là ghi đông xe của Gian được nâng cấp thêm là carbon. Vâng, cấu hình rất là khủng các bác nhé. Dòng xe Gian quốc tế Gian Ram XR1, các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về dòng xe Touring cao cấp này. Vâng, bây giờ mình đã thực hiện tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, tông xe vẫn là tông màu chủ đạo màu trắng bác nhé, điểm nhấn là màu xanh. Xe còn rất là mới. Và lần này xe dòng Gian Ram XR1 này thì hiện tại nó phải mới trên tầm trên 95%, mới hơn xe đợt trước. Rất là hiếm về một chiếc xe dòng Gian Ram XR1 phiên bản quốc tế các bác nhé. Xe rất là cao cấp. Hiện tại vì cái dòng Gian Touring này thì nó là dòng xe đứng đầu bảng hiện tại bây giờ. Vâng, dòng siêu cao cấp của dòng Gian Ram có giảm sốc. So với thời hiện tại thì dòng này bây giờ đang đứng đầu bảng đó này, rất là đẳng cấp. Gian Ram XR1, bác nhìn cái lớp sơn của nó khá là bóng và sáng và hầu như cũng không vết xước đâu cả. Em đánh giá chiếc xe này là gần như được tuyệt đối trên 95%. Đây bác nhìn rõ, em quay rất là thận cho bác nhìn. Các bác nào mà đã đi dòng Gian này rồi thì không thể chê một đôi chiếc xe này được. Đấy, rất là mới. Xe làm từ hợp nhôm, hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian. Đấy, bác nhìn đấy, rất là đẳng cấp. Dòng Gian quốc tế Gian Ram XR1, các bác phải lên trên mạng tra là Gian Ram XR1. Đây bác này, cái dòng XR1 này là cái dòng cao cấp nhất. Nó có XR2, XR3. Thì cái dòng XR1 này là cao cấp nhất hiện thời thời hiện tại. Kích thước size S thì các bác cao từ 1m6 1m7. Xe được trang bị với cổ Ford FSA. FSA là thương hiệu của Mỹ chuyên làm cổ Ford ghi đông và ghi đông xe, rất là nổi tiếng các bác nhé. Đây của Ford chính hãng của Gian các bác đây. Các bác có thể nhìn rõ đấy, từng cái lớp sơn chi tiết nhỏ, xe còn rất là mới. Đây là tem vàng của bên Mỹ, xe dòng quốc tế. Và đặc biệt chiếc xe này sử dụng với tay lắm Gian chính hãng, có thể tay lắm Gian cao su, còn rất là mới đấy các nhá. Đây các bác em có thể nhìn rõ, chiếc xe này thì không thể chơi vào đâu nữa rồi. Đẹp, đẹp mới từng chi tiết nhỏ một. Đấy, nó sử dụng cấu hình rất là khủng đó nhá. Cấu hình Shimano SLX. Shimano SLX là gần đứng trùm cuối của dòng Touring rồi. Trên Neore này, Antut, Thule, Alivio và Acera. Đây và là chuông nguyên bản của Gian lắm đây. Đấy, chiếc chuông nguyên bản. Biểu tượng Gian logo lổ. Tất cả là xe còn nguyên bản trong xe hết. Và một điều đặc biệt nữa, dòng trang bị cao cấp dầu hãng Gian này là trang bị khóa hành trình hợp pháp trên tay. Như các những dòng xe khác cao cấp thì em đã từng giới thiệu qua những cái giảm pháp hành trình trên tay rồi. Thì hợp cho các bác trên địa hình đồi núi, các bác không thể cần xuống xe để điều chỉnh hợp sóc mà có thể ấn luôn trên vị trí tay cầm em đây. Đây là khóa hành trình hợp pháp trên tay.
chỉ có những dòng xe cao cấp hiện tại mới có những cái dòng quá trình này nhé con nhé. Mà bên tay phải em là bên đĩa cũng sử dụng cấu hình cao cấp khủng của Shimano FX, rất là mới. Phanh dầu thủy lực nguyên bản của chính hãng Gian không nhá. Cặp vành nguyên bản của xe SX2. Cặp vành nguyên bản chính hãng theo xe của SX2. Vành cao cấp, vành đổ trơn, vành không mối nhá, các bác nhìn nó không, các bác nhìn vành không mối này. Bình thường là vành hai lớp, đấy cũng là vành hai lớp, là vành không mối, nhìn rất là đẹp. Kích thước lốp 700 x 35C. Lốp gần như là mới nguyên các bác này, vẫn còn dầu của lốp các bác nhìn rõ này. Xe tuyệt đối là mới hoàn toàn. Đây là bên này thông số ở shop xe đó đây. Còn bên dưới khung xe thì là có cái mã vạch chính hãng của xe và bảo hành xe, đây bác nhìn rõ đây, còn rất là mới các bác nhé. Nguyên bản theo xe về thì có cái bình nước gạt nước theo xe chính hãng của dòng Gian. Và trên khung xe đây em có thể quay xa một chút, đây là tem đen chính hãng của dòng Gian quốc tế, Gian UK Australia. Các bác có thể lên Google để tham khảo thêm về dòng Gian Ram XR1. Xe cũng được trang bị group Shimano DOR LX gạt đĩa cho các bác nhé. Đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm chính hãng Shimano. Và xe được người chủ cũ nâng cấp với cặp bê đan cùng với tông màu của xe may bạc đạn, may cả bê đan, em nhầm, bê đan cao cấp bạc đạn chính hãng Wego. Và xe được nâng cấp với cọc yên carbon chính hãng của Gian. Đây là cọc yên carbon đó nhá, đường mương carbon nổi lên rất là nổi bật. Và được người chủ cũ nâng cấp thêm chính hãng của Gian luôn. Yên xe là chính hãng của Gian, yên cao cấp của Gian các bác nhá. Những cái đường vân 3D nổi trên khung trên xe rất là nổi bật trên yên xe đây. Vâng em nhận được rồi. Các bạn bây giờ gửi văn phòng quốc sở chắc có nhận được không nhỉ? Xe được trang bị với nguyên bộ gờ đúp đều lấy kê Shimano và cái bộ chống ma đập củ đề của xe đây. Đây em quay cho bác các bác xem cái bộ xích lít của xe đây, nguyên bản theo xe còn rất là mới các bác nhá. Xe được trang bị với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tầng lít, 3 đĩa cho một lượng của xe 30 tốc độ, rất là khủng. May ơi trước sau chính hãng của Gian bác nhá, vành nguyên cặp chính hãng Gian luôn. Một dòng xe touring rất là cao cấp so với hiện tại, nó là hầu nó là đứng đầu bảng hiện tại rồi. Gian Ram XR1 phiên bản quốc tế được người chủ nâng cấp thêm vài chi tiết theo xe. Phòng nhà xe là nó để đấy. Vâng, bên em là hoạt động chi tiết của xe. Vâng, bây giờ em đi anh em, chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này, chuyển động rất êm và mượt.
Đấy, bác thấy rõ tích lít còn gần như là mới nguyên nguyên bản trong xe xuống lít rồi, hầu như là không một lỗi nhỏ chi tiết nào cả, xuống lít rồi. Xe được trang bị với 10 tầng lít, rất thích hợp cho bác nào đi dòng thể thao ngoài đường phố hoặc là đồi núi cũng được thoải mái. Bên đĩa này bác ơi, xuống đĩa 3 tầng đĩa, leo núi, địa hình đồi núi. Lên đĩa được trang bị với nguyên bộ group DOD SLX, rất là khủng đó nhé. Xe gần như là mới trên 95%. Đây là một mẫu dòng ram tô đinh cao cấp nhất thời điểm hiện tại, ram ram XR1. Vâng, đây em quay tổng thể khung hình cho các bác xem. Một mẫu dòng rang rất là thương hiệu nổi tiếng của quốc tế rồi. Vâng, em vừa nói tổng thể trước xe Ram Ram quốc tế, Ram Ram XR1 phiên bản quốc tế hiệu Mỹ. Vâng, xe còn rất là mới, trên em đánh giá tổng thể là gần như là tuyệt đối hoàn toàn trên 95%. Và dòng xe này là dòng tô đinh hiện tại là gần như đứng đầu bảng. Đầu bảng hiện tại là dòng tô đinh cao cấp nhất của dòng Ram. Và trước đây em có về một chiếc Ram Ram cũng XR1, nhưng mà xe nó không được mới như xe hiện tại bây giờ em đang quay đây. Xe trước là cũ hơn, và dòng này là dòng xe gần như là mới tuyệt đối hoàn toàn. Và được người chủ cũ nâng cấp thêm cặp bê đan hiệu Wigo V bạc đạn, cọc yên carbon. Vâng, mà xe bên em có giá là 13.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký vào các kênh. Vâng, cảm ơn các bác, hẹn các bác ở trên ngày mai.